vào buổi sáng ngày hôm nay, đây là cái mùa college football mới bắt đầu. Lần này, cái season mới thì làm cho rất là giật mình. Chỉ có còn mấy phút đồng hồ nữa thôi, đây là cái đội này họ đá, cái field goal đó là vô luôn, thì ai cũng giật mình lắm. Um, cái này là hết uh, kêu bằng còn chút xíu giờ nữa cái phiêu gâu đá cuối cùng là quốc một phát là vô luôn không thể nào tưởng tượng được bên kia <laughs> miếu luôn đây là của college football của trên hoa kỳ year, năm nay sửa soạn cho nhiều cái thay đổi của trong college football mỗi <laughs> năm college football đó là cái mùa mà bắt đầu cũng cho chúng ta nhìn thấy bắt đầu bước vô trong cái mùa thu rồi mùa đông của trên hoa kỳ thì năm nay đã bắt đầu năm nay là của football có những cái ca nhạc mới cộng vô nhiều chương trình nhìn thấy rất là xung đột tính ra lần này đó là lần đầu tiên trong gần cả chừng mười mấy năm rồi đó năm nay college football đưa ra thay đổi cách chơi hoàn toàn hồi lúc trước chỉ có bốn đội để playoff thôi năm nay là trở thành mười hai đội nếu mà ai cái đội nào mà muốn văng vô trở thành nằm trong playoff thì cũng gặp rất là khó khăn năm cái đội mà coi là football trên Hoa Kỳ mà đứng hàng đầu sẽ được bước vô đó là năm cái đội mà chắc chắn sẽ được vô trong playoff rồi bảy cái đội mà kế tiếp sẽ giành lộn với nhau Oh, để mà trong 12 đội thì sẽ có 7 đội đó vô thôi. Trong cái đợt đầu, đó là 4 cái đội sẽ chọn ra trong cái nhóm này. Sau khi đó là 8 cái team sẽ đụng độ với nhau coi coi đội nào thắng trở thành nằm trong National. Đó là họ bắt đầu chơi từ bây giờ cho tới cái lúc mà đội nào trở thành nằm trong National. Đó là bước qua vào mùa đông à, là tháng 1, tháng 2. Trở thành là tháng 1, ngày 20 Tây là cái ngày Champion. Tất cả những cái game này đó là bắt đầu hậu chơi và cho tới cuối cùng luôn cho nên đây là năm nay là kick off rồi đó there we go call it football nha ai mà thích coi football thì start right now ở Mỹ thì nổi tiếng nhất là uh, football chứ không phải soccer nha đá banh không nổi tiếng mà football là nổi tiếng nhất còn đây là của đài ABC News báo cho chúng ta biết tên ngập này hiện tại trong lúc này đây là cơn bão Hon đang đe dọa trên Hoa Kỳ, nó biến trở thành là bão cấp 1 đang xảy ra. Bão này sẽ đánh vô ngay Big Island, nó sẽ bị ảnh hưởng cho tới từ 6 cho tới 8 in mưa rồi sóng đập vô. Rồi nằm về phía trên hướng Bắc chút xíu cũng bị ảnh hưởng về cái cơn bão này. Bão này là bão cấp 1 đó cái chỗ mà màu đỏ chúng ta nhìn thấy nó trở thành là bão cấp 1. Còn xung quanh đó là bão thôi, nó không phải mà bão cấp 1 chỉ gió mạnh. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái Big Island có nhiều chỗ nó trở thành là bị gió của cơn bão cấp 1 nó đánh vô. Sau khi đó là gió thổi này nó cũng càng ngày càng thay đổi, nhưng mà trước mắt nó nhìn giống như vậy có nghĩa là nó đánh kéo dài lên trên đó đây là cơn bão nó bị ảnh hưởng nằm ở bên hồ quay thì nó bị gió mạnh hiện tại trong lúc này ok đây là bão cấp 1 nha à, tên là hôn nó đang đánh vô nó bị ảnh hưởng chút xíu bên đây còn đây là của đài ABC báo cho chúng ta biết tình ngày hôm nay. Hiện tại ngay bây giờ, tòa Bạch Ốc, Ốc được báo cho biết là ông Tổng thống Hoa Kỳ đang coi kiểm soát về cái chuyện mà đang xảy ra chiến tranh ở bên Trung Đông có thể bùng phát bất cứ lúc nào trong lúc này. Của National Security Team đang gặp ông Joe Biden để đưa ra báo cho biết từ chi tiết đang xảy ra bên Trung Đông ngay bây giờ. Và hiện tại thì bên Hoa Kỳ cũng đang nói chuyện với bên Israel để kiếm cách làm sao để cho dịu bớt xuống. Tại ngay bây giờ những nước xung quanh của bên Israel liên tục bắn quả tiễn qua bên Israel. Đây là cái mới nhất của tòa Bạch Ốc. Họ đưa đưa ra nói về chuyện này. tòa bà đốc nói chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cho israel israel có quyền bảo vệ đất nước của họ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với israel âu oh, sắp tới đây hiện tại cái này là một cái đang lo ngại trong lúc này hoa kỳ thì đã lo về cái chuyện mà chiến tranh xảy ra bên trung đông có thể bùng phát liên tiếp mấy từng qua thì Hoa Kỳ cũng đưa ra cảnh báo rồi cảnh giác rất là cao. Hoa Kỳ đưa tàu bè tới đủ hết để kiếm cách để làm cho Ron nhìn thấy có Hoa Kỳ đứng phía sau tới ngay đây thì hy vọng mọi sự nó sẽ dịu xuống. Đây là hy vọng thôi nha. Và đây cũng Hoa Kỳ nói là Hoa Kỳ sẽ đứng chung với Israel, cho nên Hoa Kỳ muốn là thế giới nên dịu xuống ở bên đây, nhưng mà ngay bây giờ càng ngày nó càng căng thẳng thêm. Sau khi về cái chuyện mà Israel đã giết chết hai người mà xếp của bên Hamas, thì càng ngày bắt đầu nó càng gây cấn thêm, tới ngày hôm mình tiếp tục như vậy. Một người là bị giết chết ở bên Beirut, một người là sếp của Hamas, một người sếp bên kia là mới đây bị giết chết. Thì bên đất nước ở bên Trung Đông ngay bây giờ bắt đầu căng thẳng thêm nữa. Cái câu hỏi đây có lẽ là có phải là trong vòng vài ngày sắp tới đây nó trở thành một chiến tranh bùng phát lớn xảy ra ở bên Trung Đông hay không? phía bên israel hay không hay như thế nào thì chúng ta không có biết rõ trong lúc này nhìn thấy là giữa hai bên nó càng ngày nó càng căng thẳng thêm ngay bây giờ aaron thì chưa có đưa ra nói cái gì nhưng mà nhìn thấy là lính tráng đang gom lên càng ngày càng đông đó Ok, còn đây là của đài báo tìm cho chúng ta biết tình ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho chúng ta biết. Tới trong lúc này, những cái người mà đại diện đi tranh cử của Tổng thống trên Hoa Kỳ ngay bây giờ đã sắp tới ngày đâu đâu đó, đó. Qua tháng sau, đó là bắt đầu cho về tranh cử sớm trên Hoa Kỳ. Có sáu tiểu bang là tranh cử sớm. Cả luôn tiểu bang Pennsylvania. Về cái campaign của bà Kamala Harris đưa ra nói sẽ đi ngay tranh cử sớm ở nhiều tiểu bang khác nhau trên Hoa Kỳ giống như đi tới Georgia qua tuần sau là đi qua Georgia. Black, class, Mục tiêu đó là tới để mà kéo những người mà ủng hộ những người da đen, ăn những người mà ở trong những đồng quê ở bên đây để ủng hộ. Trong lúc này, thì cả hai campaign họ sửa soạn hoàn sẵn cho những gì sắp tới vào tháng 1. Đây, Họ đã đưa ra chương trình đúng theo luật lệ của chính phủ, đó là sửa soạn ẩn cho những cái người mà hai cái team khác nhau của hai đảng thì đang sửa soạn cho về thay đổi chức quyền. Với tỷ như mà ai làm tổng thống thì họ sẽ giao chức quyền qua người đó của ông Châu Vai cho nên ngay bây giờ là vào thứ ba đúng theo luật lệ phải set up theo của đài NBC News được biết là Pharaoh của Hoa Kỳ sẽ đưa họ hai bên mỗi bên một cái văn phòng và đưa họ thêm nhiều chi tiết nữa để mà cho sửa soạn cho bàn giao chức quyền. Bắt đầu vào bữa thứ ba tuần này. Trong lúc này, ông cụ Tổng thống Donald Trump Ông ta đang đi tranh cử tổng thống bên Arizona. Ông ta đi tranh cử tổng thống chung với ông Robert Kennedy Jr. Sau khi vẫn chừng vài tiếng đồng hồ, ông Robert ngừng không có đi tranh cử tổng thống nữa thì ông ta có mặt chung với ông Trump ông trump nói hiện tại ông kennedy đứng chung với tôi đó làm cho một cái bước rất là cao và sẽ được đứng đầu của trong hai bên đảng dân chủ đảng cộng hòa nữa và chúng tôi đây đã được đứng đầu rồi người ta bầu nhiều hơn là bên kia nhưng mà bây giờ thêm ông kennedy nữa thì người ta ủng hộ thêm nhiều nữa ông kennedy ngừng không có đi tranh cử tổng thống cũng làm cho một cái thay đổi về cái tranh cử hiện tại trong lúc này ngay bây giờ những cái người mà ủng hộ ông kennedy có cả ngàn người trở lên họ đang kiếm chỗ để chọn nhảy qua đảng nào Như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào với campaign của bà Kamala Harris đây? Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ nhìn thấy có khoảng chừng 4 hoặc 5% số người trên Hoa Kỳ mà ủng hộ ông Kennedy thì sẽ chọn của hai bên coi chọn bên nào. Đó là của Đài báo cho biết ha. Nó thay đổi chút xíu của về tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ trong lúc này ông Kennedy ngừng không có đi tranh cử nữa. Còn đây là của đài báo tem cho chúng ta biết tên ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Ngày hôm nay, chính phủ bên Germany đang tìm kiếm tiếp tục. Chính phủ bên Đức ước báo cho biết là có người dùng dao để đâm đi nhiều người khác chuyện này xảy ra vào bữa thứ sáu giờ qua ngay bây giờ cái nhóm khủng bố isis họ đưa ra nói họ là cái người mà kêu người để mà tấn công đâm người ta tổng cộng là có ba người chết tám người khác đã bị thương ông thị trưởng của thành phố nói cho biết Ông ta nói, hồi tối hôm qua cái chuyện xảy ra đâm tùm lum hết, làm cho rất là buồn ở trong thành phố của chúng tôi. Những người dân của chúng tôi ở đây sẽ cố gắng để vượt qua chuyện này. Vào ban đêm lúc đó thì cái giờ địa phương ở đây ban đêm thì có người ta gọi báo cho biết là có người mục ba cầm dao đâm tú xua. Cái người đó là à, không biết là người nào nhưng mà cầm dao chạy đi gặp người nào đâm người đó. Trong lúc mà ở ngay cái thành phố đây họ đang có cái hội chợ mà theo truyền thống thì tự nhiên bây giờ có người lại đâm tá lả hết. cái người mà coi điều khiển chương trình ca nhạc ở gần chỗ này thì cũng đưa ra nói kêu tất cả mọi người tới coi ca nhạc phải dịu xuống chút xíu từ từ ngay bây giờ thì đang có chuyện như vậy xảy ra và phải cần để ý tới những người xung quanh là tại vì cái người mà đâm đó thì đang chạy trốn rồi những người bị đâm chết đủ hết thì họ che lời hết hoàn toàn và người ta cũng đang xem xét đủ nơi coi chuyện gì xảy ra mà tại sao mà cái người kia lại đâm như vậy bị đâm ở ngay cái chỗ ca nhạc ở chỗ này trước sân khấu cái đèn nhá phía trên phía dưới thì vẫn còn bị kẹt ngay đó Rồi sau khi đó vào trời sáng thì những cái người dân ở đây họ tụ lại, họ để bông chia buồn. Vừa để bông, vừa để đèn cày để chia buồn những cái người bị chết ngày hôm qua, bị đâm chết. Hai người đàn ông tuổi khoảng chừng 56 cho tới 67 tuổi và một người phụ nữ là 56 tuổi. Đó là ba người này là bị chết. Trong lúc này cảnh sát báo cho biết đó là có một đứa nhỏ 15 tuổi đã bị bắt. Theo cảnh sát tin tưởng cái người 15 tuổi này không có phải là cái người mà cầm dao đi đâm người. Nhưng mà cảnh sát nói cái người đó là biết dính dám gì đó tới cái người mà cầm dao đi đâm. Chỗ này là cảnh sát. Họ đang coi kiểm soát ở ngay cái chỗ mà của những người mà tị nạn tạm thời chỗ này. Cảnh sát được báo là đã nhận được một nguồn tin nói là cái người có dính dám gì đó đâm về chuyện này ở đây. Và cảnh sát cũng đang bắt cái người đứng thứ nhì về chuyện này. Ông Olaf Scholz ở bên anh Đức nói cho chúng ta biết ngày hôm nay. Ông ta nói chúng ta không thể nào mà chấp nhận về cái chuyện mà đâm như vậy ở trong cái cộng đồng của chúng ta Sống ở đây Chúng ta phải làm bất cứ cái gì Có thể làm để mà coi Kiểm soát và điều tra Lý do tại sao Xảy ra chuyện này There we go Đó là của đài báo cho biết nha Về chuyện bị đâm Ở bên Đức Cho nên trở thành vậy Còn đây là của đài báo Thêm cho chúng ta Biết tin ngày hôm nay, đây là của đài CBS, báo cho biết. Rất là nhiều năm qua, chúng ta nhìn thấy nhiều cái video coi rất là cool um, đưa ra về máy bay điện ở trên YouTube. Ngay lúc này, có khoảng chừng 300 hãng xưởng khác nhau làm ra những máy bay điện, rồi xe điện đủ chuyện cái gì cũng về điện hết. Đây là cái hãng ở ngay Vermont, Bay Technology, cho chúng ta xem. Cái hãng này của họ khác một chút xíu, theo ông sếp đây nói. Ông ta nói hãng của chúng tôi đó là chế ra làm cho về bay chở người ông đó là cái người CEO cũng là cái người mà chủ của cái hãng mà chế ra những chiếc máy bay gì. Cái máy bay bằng điện của ông ta có thể chở 6 người trên máy bay. Chỉ cần chạc một lần thôi, bay à, 250 mile. Ông ta cũng nói mỗi năm thì về pin càng ngày thì nó càng khá thêm. Nó càng ngày nó càng tăng thêm khi pin có thể bay được lâu hơn. Đây cũng có nghĩa là trong vòng 7 năm. 7 năm thì chúng ta sẽ tăng lên cái pin nên chúng ta có thì nó xài được bền hơn. Rồi sau khi đó khoảng chừng 7 năm thì cái tình trạng về pin thì nó khá hơn một lần nữa có nghĩa là pin càng ngày càng phát triển nó càng tốt hơn nó xài bền hơn thì khoảng chừng 7 năm thì có một cái loại pin nó xài khá hơn cho nên càng ngày sau này thì pin nó sẽ xài lâu dài hơn Đại yes. hỏi tôi với ông đây giống như trước khi mà chúng ta chết thì về máy bay thì bay bằng pin, bay bằng chết thì sẽ bay rồi, có phải không? Trời ông nói những nhiên rồi. Máy bay thường thì sẽ bay đẩy ra khoảng chừng một triệu thân. Một triệu thân những cái hơi nóng xảy ra trong trái đất của chúng ta trong mỗi năm. Còn đối với máy bay bằng điện, không có bị ảnh hưởng cái gì nóng ở chân đó cho trái đất của chúng ta. Đó là mới có bước đầu của về mà máy bay điện thôi. Và có cái thêm nữa đó là chúng ta không có để ý tới đó là máy bay bằng điện thì nó yên hơn. Nó không có nghe tiếng bằng máy bay bằng xăng. chỉ có nghe được đó là gió thổi thôi cái máy mà của bằng điện nó giống y như máy bay mà của bằng xăng cái máy à máy bằng điện thì nó ít hơn phạt máy bằng xăng có nghĩa là phụ tùng trong đó thì chỉ có một một phần mười của máy bằng xăng thôi. Còn máy bay bằng điện thì nó còn rẻ tiền hơn máy bay bằng xăng. Và tất cả những điện xài đủ hết thì nó khoảng chừng một phần bốn của máy bay bằng xăng. Một cái mà à, khá nhất của máy bay bằng điện đó là có thể làm như vậy không có cần phản lực để mà bắn đẩy lên chỉ cần hút thẳng bay lên thôi đó là máy bay bằng điện đó máy bay bằng điện này theo của trong ông về máy bay đây là máy bay mà chuyên môn là chở đồ máy bay mà EV và cũng có cái biệt danh máy bay bằng điện này là bay từ ở dưới, cất cánh lên là bay thẳng lên trên, rồi phía trên hạ xuống vậy thôi, chứ không có cần lấy chớn, lấy chiếc gì cả. Không có cần nguyên một cái runway để mà cái đường băng, để mà bay đáp xuống, bay lên. Và cũng có thể bay thẳng tới trước giống y như bình thường. Cái trông trống của máy bay này thì họ dùng hai cách chung với nhau, đó là khi cất cánh lên thì họ đưa cái cánh của cái trông trống lên trên trời, rồi sau khi đó hút máy bay lên, rồi đáp xuống cũng vậy, bay thẳng thì hoặc cái trông trống xuống, rồi để bay thẳng thôi khi mà máy bay mà nó bay tại chỗ mà bay lên bay xuống thì nó đưa ra sáu cái ấy, cái quạt đó nó gật ngược lên trên để mà cho bay thẳng kéo lên kéo xuống ở phía sau của máy bay là nó có hai cái trông trống để mà đưa máy bay hỏng lên trên có nghĩa là khi mà cắt cánh lên thì một bay dở lên hút lên cái rẹt một cái còn khi mà bay thẳng xuống thì ngoài trước xuống đã bay thẳng ngoài sao thì vẫn có trong trống ông để hút máy bay lên cho nên nó được cái ba lần ông này là CEO và cái người mà cũng thiết kế ra chế ra này ông ta cái hãng này là nằm ở bên San Jose California ông ta muốn thiết kế ra một dàn chiếc máy bay như vậy đó là cho taxi tính ra thì nó cũng tiện lợi cái máy bay taxi này tên là Vertiport ở ngay đào thao Thay vì ở ngay đào thao mà mình đi xe tới sân bay thì mình đi bằng máy bay như vậy, máy bay taxi, tới đó nó tiện lợi hơn và nó không bị kẹt xe. khi mà mình đi máy bay taxi như vậy thì mình trả tiền nó giống như mình trả tiền cái xe uber nó lại chở mình đi thôi thì thay vì uber đi bằng máy bay của taxi thì nó cũng tiện lợi hơn ở dưới đất chúng ta thì quá trời nhiều xe cộ nó làm cho kẹt xe đủ hết còn trên trời thì nó trống rỗng thì không có bị kẹt xe Giống như từ Manhattan tới JFK sân bay, thì cái đó là một cái giấy tỷ mà à, tốt nhất chúng ta nhìn thấy. Từ ở ngay downtown, bay đi tới ngay sân bay, nó không có xa. Nhưng mà nếu mà lái xe đi đó, thật sự ra thì nó không xa nữa, mà nó lại kẹt xe, cho nên nó trở thành kẹt rất là lâu. tất cả những cái này nghe thì rất là hấp dẫn rất là tốt lành nghe thấy là bay nhanh hơn hơn tiện hơn rẻ tiền hơn và nó cũng cũng khá hơn và tốt cho về của environment nữa lý do tại sao mà ngừng lại không có làm đây là ông sếp cũng coi về những cái chương trình này nói cho biết ông ta nói faa là một cái chương trình mà coi nhiều cái ở trên hoa kỳ Theo FAA nói, khi một người mà bước lên chiếc máy bay thì nó cũng rất là nguy hiểm, cho nên phải cần coi kỹ lưỡng và để xét togo go đâu ra đó tìm một cái chương trình lớn nữa. Nếu mà FAA mà đồng ý mà cho tài kiểu như vậy cũng là một cái chương trình đó là phải làm sao mà đưa ra rõ ràng cho FAA cái loại nào, loại nào ra làm sao, cất cánh ra làm sao. Theo của họ nói, hiện tại ngay lúc này đó, một chiếc máy bay mà chế ra mà bay bằng đường băng, có nghĩa là chạy chợt rồi mất cất cánh lên, thì faa họ đồng ý cho cái loại máy bay đó nó dễ dàng hơn là cái loại máy bay mà đậu tại chỗ rồi cất cánh giống như máy bay chạy thăng thì faa chưa có đồng ý cho lắm nhưng mà cũng thêm một cái nữa đó là mục tiêu mà cái hãng này đưa ra đó là không phải là chuyên môn làm cho về taxi hay không giống như trước khi mà chúng ta đưa ra cái chương trình mà giống như kiểu taxi như vậy thì chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng lợi đâu ra đó rồi mới tính tại không thể nào một ba nhảy tới chương trình đó ngay lập tức giống như những cái mà quan trọng đó là những chiếc máy bay này phải chở những cái hàng hóa đó hàng hóa rồi cả luôn thuốc men của trong thành phố đủ hết rồi sau khi đó mới nghĩ tới dùng những chiếc máy bay như vậy để mà làm sao chở đi khách hàng cái đó là cái thứ nhì à đây là à, cái kiểu giống như máy bay mà đầu tiên trên thế giới mà trở thành bay bằng điện như vậy mà không có chở người mà lại chở những hàng hóa giống như chở những cái thùng chở những cái đồ đạc cho bác sĩ y tá thuốc men thì cái này có nên làm vậy không à, đây là chiếc máy bay như vậy nè chỉ có hai người ngồi phía trước thôi ở phía sau đó là chuyên môn vận chuyển chở đồ và là chuyên môn chở những thùng thôi đối với cái người mà nghiên cứu nói đây là một cái là tốt nhất của máy bay mà à, bay trực thăng bằng điện kiểu như vậy tốt nhất là chuyên môn là chở đồ thôi theo ông sếp đây nói mục tiêu của Amazon giống như đưa ra muốn tất cả những đồ đạc mà người ta order sẽ có trong một ngày Vậy thì tại sao không dùng máy bay như vậy để bay từ một cái warehouse này qua cái warehouse kia để đưa đồ đạc qua lợi để mà cho nó kịp trong vòng một ngày? Cái đó là cái phải cần thiết trước khi mà tất cả những cái gì giống như của Amazon đang làm trong lúc này. Giống như mà xe, mà xe truck của Amazon có cánh để mà bay thì tại sao mà không dùng cái kiểu vậy nghĩ tới là xe của Amazon có cánh vậy thôi vận chuyển hàng hóa trước khi chở người Today, tới ngày hôm nay tất cả hãng máy bay đều thiếu những cái người mà lái máy bay Cho nên đây cũng có nghĩa là kế tiếp những cái hãng xưởng mà đưa những chiếc máy bay điện mà bay đó là không có người lái trong đó. Sắp tới đây năm 2030, năm 2040, Có lẽ là chúng ta nhảy lên một chiếc máy bay để mà bay đi một chỗ nào đó, thì cái chiếc máy bay đó sẽ không có cái người mà pilot, cái người lái máy bay ngồi trong đó toàn là tự động hết hoàn toàn. Như mà sau chi nữa, FAA cũng muốn là có một cái người lái máy bay ngồi ở trên máy bay. Đây là chỉ cho cái ông này lái máy bay. Mình dịnh nhẹ nhẹ để ngay cái tay của bên tay trái cầm dở cây gật nhẹ lên thì mình cất cánh máy bay lên. khi mình dịnh nhẹ nhẹ mình chỉnh lên thì máy bay tự động nó sẽ bay hay lên các cánh từ từ. Theo cái người trong đài cũng nói cho biết, bay một chiếc máy bay như vậy thật sự ra thì nó không phải cái gì mà khó khăn hết. Đây là ông sếp đây dẫn cho chỉ cho đài cái cách mà bay chiếc máy bay như vậy ở trong cái chỗ chỉ dẫn. Okay. Sau khi mà mình kéo từ ở dưới lên lên rồi, thì mình dịnh cái cây đẩy đó, mình đẩy tới phía trước một chút xíu, thì là máy bay nó bay. sau khi là 20 phút đồng hồ đó là tập vợt về máy bay mà bay rồi sau khi đó là tập vợt máy bay đáp xuống thì nó cũng đơn giản thôi <laughs> đây là nói là tập vợt tâm đó đơn giản như thôi trong vòng mấy bao nhiêu phút đồng hồ ồ oh, là hai mươi mấy phút đồng hồ đã tập được cái cách mà bay lên bay xuống nó đơn giản lắm trong lúc này beta và archer cũng đưa ra họ đã có rất là nhiều tiền bạc chi phí những cái hãng xưởng đưa ra order những chiếc máy bay cả luôn lính tráng cũng order những chiếc máy bay như vậy cộng luôn là hai hãng đó cộng luôn cái hãng Air Taxi. Đó là hãng tên là Joby. Họ cũng đang sửa soạn đưa tới những chiếc máy bay cho của lính tráng của Hoa Kỳ. Sắp tới đây là ba hãng này sẽ được FAA đồng ý. Qua năm sau thì những cái hãng máy bay xe điện này sẽ bay phải nói đúng là máy bay điện chứ không phải máy bay xe điện nha máy bay điện sẽ bay qua năm sau đó There we go chúng ta sẽ nhìn thấy máy bay bằng điện bay qua năm sau đó rất là cool nha rồi tới đây là Andy cũng xin tạm ngừng nha mạnh khỏe hết